Cô, trong hẻm này cô cho hỏi thăm cô biết cô nào tên, chị nào tên Nguyễn Thị Ngọc Mai, ủa Ngọc Ánh đâu, khoảng 50 tuổi. Đó, chị em hỏi cái hẻm này có ai tên là Ánh không chị? Ánh, tên Ánh, cái hẻm này có ai tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh không? Khoảng 50 tuổi. Dạ, mà quên, mà không biết địa chỉ, biết trong hẻm xóm chùa này thôi. À, cô, cho hỏi cái xóm này có biết ai tên Ánh không? Không. Không biết à. Dạ, tại quên địa chỉ á. Không phải hỏi địa chỉ chỗ nhà chứ hỏi vậy ai biết. Dạ, tại người đó đi nước ngoài lâu lắm rồi, quên địa chỉ. Cô, một lần cho hỏi thăm trong xóm này cô biết ai tên Ngọc, Ngọc Ánh không? Không. Dạ. Lớn hay nhỏ? Dạ, khoảng 50 tuổi. Dạ, chắc tên ở ngoài khác, giấy tờ nó khác nữa. Dạ. Nó như tên ở ngoài. Tại không nhớ địa chỉ á. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn an lành và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là hơn 9 giờ, gần 10 giờ rồi. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở khu vực đường Hoàng Sa. Đường Hoàng Sa, theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về cầu Kiệu. Cầu Kiệu đi về qua bên kia đó là đường Trường Sa. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về khu vực Trần Quang Khải, chùa Vạn Thọ. Thì ngày hôm nay nhân một cái bữa đi ở khu vực xóm chùa Tân Định thì em cũng dẫn bà con chúng ta cùng đi tham quan một cái tuyến đường đó là đường Hoàng Sa và mình cùng nhìn ngắm lại cái hình ảnh của dòng kênh Nhiêu Lộc ngày hôm nay. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi nghe một cái ngôi chùa, đó là chùa Vạn Thọ. Và ngôi chùa này cũng là một ngôi chùa rất là lâu năm ở vùng đất Tân Định này rồi. Và bên kia chúng ta thấy đó là đường Trường Sa. Nếu mà mình rẽ trái chúng ta sẽ đi về hướng sân bay luôn đó, khu Tân Bình đó, ha, khu Tân Bình. Và cánh phải thì mình sẽ ra đường Phan Thanh Giản. Và dòng kênh này ngày hôm nay rất là sạch và rất là trong. Thỉnh thoảng chúng ta thấy lại thấy có cá nữa. Và dòng kênh này được thiết kế một cái tour ở cái bến nằm ngay cầu Thị Nghè. Và cái tour chúng ta đi từ cầu Thị Nghè cho đến cầu cầu Kiệu thì phải. Và chúng ta ra đây là đường Hoàng Sa nè. Mình sẽ đi bộ một vòng cái cung đường này để các anh chị và các bạn có thể hình dung được cung đường Hoàng Sa ngày hôm nay nó như thế nào, cặp con kênh Nhiêu Lộc. Và cái tour ngồi trên thuyền uống cà phê thì hôm bữa em cũng có thực hiện rồi đó. Các anh chị uống cà phê ở ngay chỗ cầu Thị Nghè và 30 ngàn, chúng thêm 30 ngàn nữa là chúng ta sẽ được lên lên thuyền và mình sẽ được thưởng lãm cảnh đẹp với dòng sông và nghe vài cái bài nhạc dân ca. Đây là số 301 Hoàng Sa. Mình đi một tí nữa thì sẽ đến chùa Vạn Thọ. Rồi bây giờ mình qua đường nha. Bữa nay ở Sài Gòn rất là mát. Cặp theo con kênh này cái mình xíu nữa mình sẽ vòng qua cái xóm. Và cái đường Hoàng Sa này một xíu nữa cái ngã ba Nguyễn Văn Nguyễn cũng
cũng giao với đường Hoàng Sa này luôn nè. Mình đi tí xíu nữa là đến nè. Và cũng hy vọng trong clip này anh Danny Quỳnh cũng sẽ nhận ra được cái xóm chùa của chúng ta, để mình hỏi rõ hơn về một cái người thân. Có lẽ những hình ảnh này anh sẽ thấy rất là lạ đây. Ngày hôm nay thôn xóm mình đã thay đổi rất là nhiều rồi. Hôm nay cung đường này rất là mát. Và đặc biệt ở đây có hàng cây rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều quán cà phê ha. Mình thể ngồi ở đây uống cà phê ngắm cảnh rất là thú vị. Đây có nhà đang xây nè. Đây cũng là hẻm 212 Nguyễn Văn Nguyễn thông ra đây luôn nè. Rồi chúng ta đi tí nữa ha. Ở đây thì không có nhiều hàng quán. Ở đây là 265 Hoàng Sa. Số cũ là 212 Hoàng Sa. 212 Nguyễn Văn Nguyễn. Bây giờ cái mặt tiền này là đường Hoàng Sa rồi. Ngày xưa là cũng là hẻm đường Nguyễn Văn Nguyễn. Số cũ ở đây là đường Nguyễn Văn Nguyễn hết. Ngày xưa thì không có đường Hoàng Sa. Có cái chùa này xưa rồi. Có thể là trong hẻm này chúng ta sẽ vô hẻm này thử. Và hẻm này sẽ thông ra đường Nguyễn Văn Nguyễn luôn nè. Để mình vô thử nha. Này hỏi thăm cô này thử. Cô là Văn Chân, hỏi cái hẻm này có thông ra đường Nguyễn Văn Nguyễn luôn không cô? Hẻm này thông ra đường Nguyễn Văn Nguyễn luôn không cô?
ra. Cái hẻm này thông ra Nguyễn Văn Nguyễn luôn phải không con? Cái hẻm này thông ra đường Nguyễn Văn Nguyễn phải không con? À, thẳng đây. Đây ra Nguyễn Văn Nguyễn. À. Mà đi mấy cái đường này là được quẹp ngay cái là ở nhà cô trong hẻm này luôn hay sao? Hả? Nhà cô trong hẻm này luôn hay sao? Ủa cô trong hẻm này cô cho hỏi thăm cô biết cô nào tên chị nào tên Nguyễn Thị Ngọc Mai, ủa Ngọc Ánh không? Khoảng 50 tuổi. À, dạ con cảm ơn. Đi số nhà đi điện thoại. Dạ đúng rồi, biết số nhà dễ hơn. Nè, để mình lại hỏi thăm chị này xem. Rồi. À, chị em hỏi cái hẻm này có ai tên là Ánh không chị? Ánh, tên Ánh, cái hẻm này có ai tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh không? Khoảng 50 tuổi. Dạ, mà quên, mà không biết địa chỉ. Biết trong hẻm xóm chùa này thôi. Dạ. Bây giờ cũng thay đổi nhiều lắm rồi ha. À. Rồi, chúng ta đi. À, đi vô luôn ha, vô hẻm này luôn. À, để xem coi. Coi anh chị có nhìn ra hay không ha. À, bên cánh phải là chùa, à, bên cánh trái là một cái dãy nhà. Hồi nãy thì một cái cô lớn tuổi, cô không biết. Rồi cái chị cái bên chị cũng không biết. Rồi bây giờ ai biết đây? À, thẳng hẻm này mình sẽ ra Hoàng Sa lại nè. Rồi chúng ta sẽ đi bên trái. Cô, con cho hỏi cái xóm này cô biết ai tên Ánh không? Không. Không biết à. Dạ, tại quên địa chỉ á. Có người... hỏi địa chỉ chỗ nhà chứ hỏi vậy ai biết. Dạ, tại người đó đi nước ngoài lâu lắm rồi, quên địa chỉ. Nên thành ra biết tên thôi. Dạ. Ai đi nước ngoài chú, nước ngoài về? Dạ không có, người Anh. Anh ở đó, bây giờ anh có người quen ở xóm chùa nè. Mình muốn tìm liên lạc lại nhưng mà ảnh quên địa chỉ. Cho ông gọi điện thoại đi. không có liên lạc được á, à, mất liên lạc nên là cho bây giờ đi hỏi thăm, hỏi thăm biết ai tên Ánh, khoảng 50 tuổi. Mày đang giờ hỏi gì cũng hơi khó, phải có địa chỉ, bây giờ thay đổi nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ nhà thay đổi nhiều lắm. Dạ. Chú phải biết đường gì, chỗ nhà mấy. Dạ. Thì ngày xưa thì đâu có đường Hoàng Sa. Thì bây giờ mới có đường Hoàng Sa nữa. Đường Hoàng Sa, giờ đường Hoàng Sa. Dạ. Mới hỏi, chỗ nhà ở đường gì. Dạ. Người ta biết. Nếu người nào ở lâu ở đây mới biết được. Dạ. Mà cũng không biết phải địa chỉ này không nữa. Nói xóm chùa chung chung là xóm chùa nó cũng lớn. Dạ. À. Giờ nó giải tỏa nhiều hẻm. Hẻm là hẻm nào cũng ra đường Nguyễn Lâm Nguyễn hết. Ô Nguyễn Văn Nguyễn hết. Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn con. Dạ. Không biết có phải hẻm này hay không. Thôi mình trở ra đi ha. Quay cho ra mình đi cái hẻm bên kia thử, đi qua cái mặt tiền hẻm thử để quý anh chị có nhìn ra thì nó dễ hơn. Ừ.
nó trước mặt chúng ta đó là chùa Quảng Thọ. Đó, đây là sau lưng chùa Quảng Thọ nè. Bên cánh trái là đường Hoàng Sa nè, và chúng ta đang đi trong cái xóm ở cặp bên hông con đường Hoàng Sa, và đây có rất nhiều hẻm. Nhìn lại cái hẻm mình vừa từ trong đó đi ra nè, và ngày nay cái mặt tiền hẻm rất là khác sau hơn 30 năm, không biết anh có nhìn ra hay không nữa. Rất là khó để cô chú anh chị có thể nhìn ra được cái khu xóm chùa này, và bây giờ rất là khác đây nè. Ở đây cũng có một cái hẻm. Cái hẻm 212 rất lớn. Bạn ta thẳng cái hẻm này thử. Hẻm này như thế nào ha? Và trước mặt chúng ta bên kia đó là cầu Trần Khánh Dư. Cái cầu nối liền từ Hoàng Sa đi qua Trường Sa. Và tiếp tục chúng ta đi vô hẻm 212 tiếp thử để xem cái hình ảnh của hẻm này so với ngày xưa thì nó như thế nào. Nếu mà cô chú anh chị có thể nhìn ra thì cho xin cái comment ha. Và nhân đây thì cũng gửi đến tất cả cô chú, nếu mà các anh chị mà nếu mà ngày xưa đã từng ở đây thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại. Đây là chùa Phước Thành. Hẻm chùa Phước Thành nè. Cô một lần chân hỏi thăm trong xóm này, cô biết ai tên Ngọc Ánh không? Không. Dạ. Lớn hay nhỏ? Là khoảng 50 tuổi. Dạ, chắc tên ở ngoài khác, giấy tờ nó khác nữa. Dạ. Tại không nhớ địa chỉ. Không nhớ, nó biết xóm chùa mà xóm chùa lớn quá đâu á. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Và cái video clip của chúng ta sẽ dừng lại ở cái cung đường Trần Khánh Dư.
và những hình ảnh, những hình ảnh trong xóm chùa gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta ra đây là đường Nguyễn Văn Nguyễn rồi nè. Hồi nãy mình đi hẻm cánh phải, ở cánh trái, rồi mình vòng qua lại hẻm cánh phải. Đó, là hai hẻm này hả? Hôm nãy mình vừa đi qua nè. Và ngày nay chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này rất là khác. Hy vọng là các anh chị và các bạn có thể tìm lại một chút hương xưa của những ngày tháng đã qua. Và tất cả còn lại là những kỷ niệm. Và hy vọng trong clip này các anh chị cũng sẽ nhận ra được cái hình ảnh của ngày xưa để mình có thể tìm lại được người xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ thì bye bye. Chúng ta đang đi, đây là đường Trần Khánh Dư nè. Ở đây người ta đặt bẫy chim nè. Con động chim này cũng đặt chơi không? Bảy chim cu, bảy chim cu. Rồi một đoạn ngắn Trần Khánh Dư gửi cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.